Cảm ơn các bạn đã quay lại theo dõi và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 9 của chuyện ngôn tình cô vợ câm quá bá đạo, phần 9 có tên Hôn ước bất ngờ và thú vị. Chương 49, nhớ kỹ, ngày mai không được đến muộn, nếu không, cô tự biết hậu quả. Nhưng mà, Nguyễn Hạo Thần lựa chọn phớt lờ sự không bằng lòng của cô, hơn nữa trong giọng nói cũng mang theo sự uy hiếp không hề che giấu. Tô Khiết âm thầm cắn răng, có cảm giác muốn đánh anh thành đầu heo. Thế nhưng, trong tình huống này, cô không thể không nhịn. Sau khi anh rời khỏi, Tô Khiết nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lên Google tìm kiếm về Nguyễn Thị, về Nguyễn Hạo Thần, sau đó là choáng váng ngổn ngang. Mẹ kiếp, người đàn ông kia đúng là Nguyễn Hạo Thần. Kiếp trước cô đào mộ tổ tiên nhà họ Nguyễn sao? Sao lại chọc phải một tên nham hiểm như vậy? Vậy bây giờ cô nên làm gì? Chẳng lẽ thực sự cứ thế gả cho anh sao? Đùa gì vậy? Anh muốn cô gả là cô gả sao? Tô Khiết, cô là loại người ngoan ngoãn nghe lời như thế sao? Nhưng mà, anh lại là Nguyễn Hạo Thần. Nếu anh thực sự để mắt đến cô, đến lúc đó chỉ sợ cô muốn rời khỏi thành phố A sẽ rất khó khăn. Bây giờ, Tô Khiết không nghĩ ra được tại sao Nguyễn Hạo Thần lại để mắt đến cô, tại sao hết lần này đến lần khác lại là cô. Trên thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, sao hết lần này đến lần khác anh lại chú ý đến cô? Chẳng lẽ thực sự là vì cô không đẹp, không thông minh sao? Nếu thực sự là vì nguyên nhân này, Tô Khiết cảm thấy mình quá là hoan uổng. Khiết Khiết, thì ra cháu đang ở đây. Đến đây, đến đây với ông. Giọng ông cụ Tô đột nhiên truyền đến, cắt mạch suy nghĩ của Tô Khiết. Ông, Tô Khiết ngước mắt, nhìn thấy ông cụ Tô mới lấy lại tinh thần. Tô Khiết đi theo ông cụ Tô vào một gian phòng. Mà thật trùng hợp, tại thời điểm này Nguyễn Hạo Thần và cậu Năm Tào lại tình cờ đứng bên ngoài nói chuyện. Khiết Khiết, cháu nhìn đi, cháu có hài lòng với những người này hay không? Ông cụ Tô vừa vào phòng liền chủ động đưa danh sách muốn liên hôn cho Tô Khiết xem. Nguyễn Hạo Thần nghe được tiếng nói, nhanh chóng liếc mắt nhìn cậu Năm nhà họ Tần. Cậu Năm Tào vốn đang truy hỏi Nguyễn Hạo Thần cũng lập tức im lặng. Sau đó, cậu Thần liền hơi nghiêng người tựa vào cửa sổ, quang minh chính đại lắng nghe. Khiết Khiết, cháu xem Lưu Minh này thế nào? Tô Khiết căn bản không có hứng thú, thế nhưng ông cụ Tô lại vô cùng tích cực. Ông xem, trên mạng nói, người này ít nhất một tuần thay phụ nữ một lần, giống như thay quần áo vậy. Tô Khiết đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt ông cụ Tô. Trên đó là tất cả những thông tin cô vừa tra ra về cậu Lưu. Vậy sao? Thói quen này không tốt. Ông cụ Tô chậm rãi lắc đầu. Vậy Lý Dũng thì sao? Trên mạng nói, Lý Dũng thích chơi minh tinh, dáng vẻ non nớt, còn nói những minh tinh từng ở cùng với anh ta, cuối cùng đều chết rất khó hiểu. Ông cụ Tô liên tục nói tên mấy người, nhưng mà thấy những tin tức mà Tô Khiết tra được trên mạng, không chờ Tô Khiết nói gì, ông liền bác bỏ. Chương 50, rốt cuộc người trẻ tuổi bây giờ sao vậy? Cuối cùng ông cụ Tô cũng có chút bất lực, có khả năng tin tức trên mạng không đúng sự thật, nhưng có câu không có lửa làm sao có khói. Ông muốn Khiết Khiết hạnh phúc suốt đời, cho nên tuyệt đối không thể mạo hiểm dù chỉ một chút. Xem ra, cô Tô không muốn gả cho người khác, hơn nữa mỗi lần từ chối đều không lưu lại dấu vết. Bây giờ em có chút đồng ý với quan điểm của anh rồi. Cô Tô này không phải là ngu ngốc, mà là giả heo ăn thịt hổ. Cậu Năm Tào hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có Nguyễn Hạo Thần nghe được nói. Lúc trước Nguyễn Hạo Thần cho rằng Tô Khiết giả bộ, anh ta không tin. Thế nhưng trải qua chuyện này, anh ta không thể không tin điều đó. Sau chuyện này, Tô Khiết nhìn qua có vẻ hồn nhiên vô hại, nhưng mỗi việc lại có kết quả đúng như cô mong muốn. Chuyện như thế, nếu một lần có thể là trùng hợp, hai lần có thể là do may mắn, thế nhưng lần nào cũng như thế thì lại khiến người ta phải suy ngẫm. Khóe môi Nguyễn Hạo Thần hơi cong lên, giả heo ăn thịt hổ. Dùng từ này để hình dung cô đúng là rất chính xác, ông có quen biết Nguyễn Hạo Thần không? Tô Khiết nhớ tới chuyện lúc trước, vẫn quyết định hỏi ý kiến ông một chút. Nguyễn Hạo Thần dựa vào cửa sổ nghe được lời Tô Khiết nói, mí mắt hơi giật một chút. Cô đang thử hỏi ý kiến của ông cụ Tô. Nguyễn Hạo Thần đương nhiên hiểu rõ dụng ý của cô. Chỉ cần ông cụ Tô có chút không hài lòng đối với Nguyễn Thị, đối với anh thì cô không cần lo lắng chuyện nhà họ Nguyễn đến cầu hôn nữa. Cô gái này đúng là, anh nghĩ, nếu như ông cụ Tô đánh giá anh không tệ lắm, tiếp đó cô tất nhiên sẽ tìm ra các loại chứng cứ để nói xấu anh.
Nguyễn Hạo Thần, chủ tịch hiện tại của Nguyễn Thị sao? Thực ra ông đã gặp qua cậu ta hai lần, xét tướng mạo, tài hoa đều là hạng nhất, có thể nói là nhân trung long phượng. Điều quan trọng nhất là cậu ta luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có tin đồn xấu nào về cậu ta. Khi nhắc đến Nguyễn Hạo Thần, trên mặt ông cụ Tô không hề che giấu sự tán thưởng. Nghe nói hình như cậu ta không có hứng thú với phụ nữ, hình như cậu ta thích đàn ông. Tô Khiết không ngờ ông cụ Tô lại đánh giá Nguyễn Hạo Thần cao như thế. Trong lòng cô vang lên tiếng chuông cảnh báo thật lớn. Đây không phải là một hiện tượng tốt, việc này rất bất lợi đối với cô. Đôi mắt Nguyễn Hạo Thần rõ ràng lạnh đi. Người phụ nữ này thực sự rất đáng chết, y như anh đoán. Chỉ là cô cũng quá độc, ngay cả những lời nói dối như anh thích đàn ông cũng bịa ra được. Cô đúng là đã hao công tốn sức rồi. Anh ba, thì ra anh thích đàn ông. Cậu Năm Tào lập tức vui vẻ, tuy giọng nói đã cố gắng hạ thấp, nhưng nụ cười trên mặt không hề che giấu, bởi vì bên cạnh anh ba đúng là không có phụ nữ. Lời đồn này quả thực cũng có, chỉ là cậu Năm Tào không ngờ Tô Khiết lại coi nó như chuyện nghiêm túc mà nói vào lúc này. Nói bậy, đúng là nói linh tinh. Điều này là vu khống, thế nào? Còn không cho phép những người trẻ tuổi giữ mình trong sạch sao? Mấy người này là loại thấy người khác tốt thì ghen tị, cho nên mới cố ý tung ra lời đồn như thế để bôi nhọ Nguyễn Hạo Thần. Chỉ là, không ngờ, ông cụ Tô sau khi nghe Tô Khiết nói, tâm trạng đột nhiên thay đổi, trở nên kích động, vẻ mặt phẫn nộ, cứ như là có người mắng chửi ông vậy. Mắt Tô Khiết hơi lóe lên, ông có cần phải kích động như thế không? Ông bảo vệ Nguyễn Hạo Thần như thế là có ý gì? Đây là tình huống gì? Sao cô lại cảm thấy tình hình ngày càng bất lợi với mình thế? Chương 51, Nguyễn Hạo Thần hiển nhiên cũng không ngờ ông cụ Tô lại bảo vệ anh như vậy. Anh có hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng qua một nét cười khẽ. Lúc này tuy rằng không nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ buồn bực dầu dĩ của cô, đoán chừng cô cũng không thể ngờ được thái độ của ông cụ Tô sẽ là như vậy. Nhưng mà, nghe nói anh ta và cậu Năm Tào thường xuyên ra vào có nhau. Tô Khiết vẫn chưa hết hy vọng, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô, cho nên cô tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Chỉ cần có thể thuyết phục được ông, cô cũng không cần lo lắng việc nhà họ Nguyễn đến cầu hôn nữa. Ngày mai cô sẽ không nghe lời Nguyễn Hạo Thần đến ủy ban nữa. Mặt cậu Năm Tào nhất thời đen xì, mẹ kiếp, liên quan gì đến mình chứ? Cái gì gọi là ra vào con nhau? Người phụ nữ này có biết dùng từ không vậy? Đôi mắt Nguyễn Hạo Thần nheo lại, người phụ nữ này thật đúng là toàn năng, tốt, rất tốt. Không thể nào, ông biết thằng nhóc nhà họ Tào kia, cậu ta thích phụ nữ, cho nên chắc chắn Nguyễn Hạo Thần cũng thích phụ nữ. Có điều, ông cụ Tô vẻ mặt kiên định lần thứ hai nhanh chóng bác bỏ lời nói của Tô Khiết. Khóe môi Tô Khiết co rút, cái gì mà cậu Năm Tào thích phụ nữ thì Nguyễn Hạo Thần cũng thích phụ nữ. Ông đúng là thánh suy luận. Chỉ là, cô cũng không có lời nào nói lại được. Được rồi, cháu vừa nói thế, ông lại nhớ ra, tên nhóc nhà họ Tào kia cũng không tệ lắm, tuổi tác và mọi thứ cũng vừa hay phù hợp với cháu. Có điều, không ai ngờ ông cụ Tô đột nhiên lại nói ra một câu như thế. Ông Tô Khiết hoàn toàn kinh hãi, chuyện gì thế này? Cô vốn muốn thử xem phản ứng của ông thế nào để giải quyết chuyện Nguyễn Hạo Thần. Thế nhưng bây giờ chuyện Nguyễn Hạo Thần còn chưa giải quyết được, lại còn kéo thêm cả một cậu Năm Tào. Cô đã chọc phải ai mà lại xui xẻo như thế? Ngoài cửa sổ, ánh mắt Nguyễn Hạo Thần chậm rãi chuyển sang cậu Năm Tào, ánh mắt kia lạnh lẽo kinh khủng. Anh ba, em bị oan. Cậu Năm Tào lúc này thực sự bị oan. Anh ta đã trêu ghẹo ai mà lần nào người gặp xui xẻo cũng là anh ta. Khiết Khiết, tên nhóc nhà họ Tào kia rất được, tuổi còn trẻ đã là cục trưởng cục công an. Hơn nữa tên nhóc này làm việc vững vàng, cũng không có mấy tin đồn tình cảm lung tung. Ông cảm thấy cậu ta rất tốt. Ông cụ Tô càng nói càng hưng phấn, càng cảm thấy việc này có thể thành. Ông, nhưng mà nhà họ Tào cũng không đề nghị kết thông gia. Tô Khiết âm thầm hít một hơi, cố gắng từ chối khéo léo, trong lòng cục cưng đau khổ, thật sự đau khổ. Chuyện này là thế nào đây? Chỉ cần Khiết Khiết đồng ý, tên nhóc họ Tào chắc chắn không vấn đề gì. Nhà họ Tào chưa đề nghị kết thông gia, ông có thể nói chuyện với nhà họ Tần. Việc này với ông không thành vấn đề. Thế nhưng, rất hiển nhiên, ông cụ Tô còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của Tô Khiết, có lẽ nên nói, ông cụ Tô lúc này hoàn toàn hiểu lầm ý của Tô Khiết. Ông cụ Tô cho rằng,
trong lòng Tô Khiết đã bằng lòng, chỉ là nhà họ Tào chưa tới đề nghị kết thông gia, cho nên ngại. Khiết Khiết, thực ra chuyện như vậy không nhất định phải do nhà trai nói, nhà gái cũng có thể nói được. Chỉ cần hai người sau khi kết hôn hạnh phúc là được. Ông cụ Tô cảm thấy, chỉ cần Tô Khiết hạnh phúc, những thứ khác đều không có gì phải lo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Khiết hoàn toàn cạn lời, việc này có liên quan gì đến hạnh phúc sau khi kết hôn. Tốc độ của ông quá nhanh đấy. Chương 52, Khiết Khiết, bây giờ ông sẽ gọi điện thoại nói chuyện này với nhà họ Tần. Thật không ngờ ông cụ Tô nói là làm, muốn gọi điện thoại ngay lập tức. Ông, Tô Khiết hơi biến sắc, muốn ngăn cản ông cụ Tô. Khiết Khiết, việc này cháu không cần quan tâm, cứ giao cho ông sẽ xử lý tốt, chắc chắn không để Khiết Khiết chịu một chút thiệt thòi nào. Lúc này ông cụ Tô vốn không nghe vào bất cứ lời từ chối nào, đã cầm điện thoại lên. Ngoài cửa sổ, ánh mắt Nguyễn Hạo Thần nhìn cậu Năm Tào rõ ràng lạnh lẽo hơn, còn mơ hồ mang theo một chút sát ý nguy hiểm. Anh ba, em thực sự bị oan, chuyện này cũng đâu có liên quan gì đến em. Cậu Năm Tào lúc này sắp khóc rồi. Anh ta thực sự oan uổng, làm sao anh ta biết được ông cụ Tô lại đột nhiên lại nghĩ ra ý tưởng này chứ? Nguyễn Hạo Thần không nói gì, chỉ là đôi mắt từ từ nheo lại, hơi thở nguy hiểm càng thêm rõ ràng. Anh ba, em hiểu mà, em sẽ giải quyết ngay lập tức, em lập tức giải quyết chuyện này. Cậu Năm Tào dù sao cũng là một người thông minh, lập tức hiểu được ý của Nguyễn Hạo Thần. Ý của anh ba không phải là muốn anh ta xin lỗi, mà là muốn anh ta giải quyết chuyện này. Nhưng mà, anh ta nằm cũng trúng đạn, ông cụ Tô đột nhiên có ý tưởng này, anh ta cũng không biết nên ngăn cản thế nào có điều. Cậu Năm Tào cũng không hổ là cậu Năm Tào, ánh mắt anh ta hơi đổi, đột nhiên có một cách. Anh ba, em có cách rồi, đảm bảo việc này sẽ được giải quyết tốt đẹp. Cậu Năm Tào nhìn Nguyễn Hạo Thần, ánh mắt mang theo ý cười nịnh nọt. Anh tin chắc nếu mình không giải quyết xong chuyện này bây giờ, anh ba sẽ quấn lấy anh ta không buông. Cậu Năm Tào lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi. Nhưng mà anh ta sợ bị ông cụ Tô trong phòng nghe được nên nhẹ nhàng đi ra xa một chút. Thằng nhóc chết tiệt này, còn biết đường gọi điện về đấy. Điện thoại vừa được nhận, tiếng giống của ông cụ Tào đã truyền tới, thực sự là tràn đầy sức sống. Ông, cháu có tin tốt muốn báo cho ông. Cậu Năm Tào không có thời gian nói lôi thôi dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, cũng hoàn toàn phớt lờ tiếng giống của ông cụ. Tin tốt, anh còn có thể có tin tốt gì? Đã hơn một tháng anh chưa về nhà, anh có thể về thăm nhà một chút là tôi đã mừng lắm rồi. Ông cụ Tào ngẩn người, giọng nói rõ ràng đã thấp đi mấy phần, trong giọng nói còn mang theo chút suy sụp. Ông, cháu mới có bạn gái, dự định sẽ kết hôn, vài ngày nữa cháu dẫn cô ấy về gặp ông. Cậu Năm Tào biết rõ nhiệm vụ của mình lúc này, cho nên lời nói dối này dù không muốn cũng phải nói. Cậu Năm Tào càng hiểu rõ, lời nói dối này sẽ có hậu quả gì, thế nhưng anh ta không có lựa chọn khác. Thật sao, lời anh nói là thật. Ông cụ Tào nghe nói như thế, giọng nói lập tức hưng phấn, nhưng lại hơi nghi ngờ, thằng nhóc anh không phải đang lừa tôi chứ? Ông, cháu lừa ông làm gì? Hơn nữa, chuyện hôn nhân không thể đùa giỡn như thế được. Mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn cô ấy về, đảm bảo ông sẽ hài lòng. Vì hoàn thành nhiệm vụ, cậu Năm Tào đúng là rất liều mạng. Nhưng mà, anh ta lại nghĩ, tiếp theo phải đi đâu mà tìm một người như thế đây? Được, 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 đây đúng là tin tốt. Ông chờ, cháu dẫn cô ấy về sớm một chút. Lúc này ông cụ Tào rất vui vẻ, trong điện thoại liên tục nói vài tiếng tốt. Chương 53, ông, cháu còn có việc, cháu cúp trước đây. Cậu Năm Tào không dám nhiều lời, sợ ông cụ Tào nghi ngờ, lập tức cúp máy. Ồ, sao điện thoại của ông Tào lại không gọi được? Cậu Năm Tào đến gần cửa sổ đã nghe được những lời này của ông cụ Tô. Khóe môi cậu Năm Tào khẽ nhếch, vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho ông cụ Tô đương nhiên là không gọi được rồi. Nhưng mà cũng may là tốc độ của anh ta nhanh hơn một chút. Thực ra Tô Khiết lại mong có thể vĩnh viễn không gọi điện thoại được. Được rồi, cuối cùng cũng gọi được rồi. Nhưng mà, giọng nói hưng phấn của ông cụ Tô lập tức vang lên, phá vỡ hy vọng của Tô Khiết. Ông bạn già, điện thoại ông gọi đến đúng lúc lắm. Vừa lúc tôi có một tin tốt muốn nói với ông, thằng nhóc nhà tôi muốn kết hôn rồi. Điện thoại gọi được, ông cụ Tô còn chưa mở miệng, giọng nói hưng phấn của ông cụ Tào đã truyền tới. Ông bạn, đến lúc đó nhất định ông phải đến uống rượu mừng đấy.
Ông cụ Tào nói lớn, đến mức Tô Khiết đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng, khóe môi Tô Khiết khẽ nhếch, cô cảm thấy đây là tin tức tốt nhất trong ngày hôm nay. Vẻ mặt hưng phấn của ông cụ Tô lập tức biến mất. Mình vốn muốn nói chuyện kết thông gia, không ngờ ông còn chưa nói, người ta đã mời ông đến uống rượu mừng rồi. Còn có chuyện gì khiến người ta buồn bực hơn nữa sao? Tâm trạng ông cụ Tô lúc này không tốt, cho nên chỉ nói phụ họa vài câu rồi cúp điện thoại. Tô Khiết âm thầm thở dài một hơi, may quá, không gặp nguy hiểm. Khiết Khiết, tên nhóc họ Tào sắp kết hôn rồi, xem ra việc này không thành rồi. Ông cụ Tô rõ ràng có chút thất vọng. Trái với tâm trạng thất vọng của ông cụ Tô, tâm trạng Tô Khiết lúc này rất tốt. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của ông cụ Tô lại khiến Tô Khiết kinh hãi. Ông vừa nói đến Nguyễn Hạo Thần, ông nội đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gần đây ông cụ Nguyễn hình như cũng rất gấp vì hôn nhân của Nguyễn Hạo Thần. Thậm chí còn truyền tin, trong tháng này Nguyễn Hạo Thần không kết hôn, thì ông ấy sẽ đem toàn bộ tài sản nhà họ Nguyễn giao cho cậu hai nhà họ Nguyễn. Còn mắt Tô Khiết né tránh, cô đột nhiên nghĩ tới lúc trước Nguyễn Hạo Thần đã nói anh cần một người vợ, xem ra chuyện này là thật. Dẫu sao chuyện liên quan đến gia sản nhà họ Nguyễn, cái này chắc là nguyên nhân khiến anh cuống cuồng kết hôn. Nhưng, nhiều người như vậy anh không chọn, vì sao hết lần này tới lần khác chọn cô chứ? Dĩ nhiên, Tô Khiết không biết nếu không phải cô, coi như dù ông cụ Nguyễn có ép thế nào đi nữa, Nguyễn Hạo Thần căn bản cũng sẽ không đồng ý kết hôn. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể nào. Trên mặt ông Tô đột nhiên hưng phấn lạ thường. Chuyện gì? Tô Khiết đang suy nghĩ chuyện Nguyễn Hạo Thần, trong lúc nhất thời chưa bình tĩnh lại. Chuyện cháu và Nguyễn Hạo Thần. Ông cụ Tô nhìn Tô Khiết, đôi lông mi cũng mang theo ý cười. Cháu với Nguyễn Hạo Thần, cháu và anh ta có thể có chuyện gì? Bởi vì quá sợ, giọng Tô Khiết có hơi to. Ông nội như vậy thật sự sẽ dọa chết người khác. Chương 54, ông cụ Nguyễn bây giờ không phải là cũng gấp muốn cho Nguyễn Hạo Thần kết hôn sao? Chỉ cần nhà họ Nguyễn đồng ý, ông nội dù đập nồi bán sắt cũng phải gả cháu qua. Đúng là ông Tô không phải nói qua mà thôi, mà là thực sự có ý đó, đập nồi bán sắt cũng phải gả cô qua. Tô Khiết bị những lời của ông nội làm giật mình. Đập nồi bán sắt, chuyện này nghiêm trọng thật nhỉ. Anh ba, đều phải đập nồi bán sắt, có thể thấy ông Tô thích anh thế nào? Nếu là ông sang nói với nhà họ Nguyễn thật thì sao, anh đồng ý cưới chị ấy à? Cậu năm Tào biết anh ba của mình có cái nhìn khác với Tô Khiết, nhưng là cũng không đến nổi sẽ lấy cô ấy chứ. Nguyễn Hạo Thần khẽ nhếch môi, không trả lời, không cần ông Tô nói, anh cũng phải cưới cô. Đối với sự yên lặng của anh, cậu năm Tào tự động hiểu, Nguyễn Hạo Thần nháo thì nháo, nhưng là không thể nào thật sự cưới Tô Khiết. Ở trong lòng anh ta, anh ba của anh ta là ưu tú nhất. Dù Tô Khiết cũng không phải dạng ngu ngốc, cũng không xứng với anh ba, ông nội, chúng ta đập nồi bán sắt, ông cảm thấy nhà họ Nguyễn sẽ lấy làm lạ à? Tô Khiết bây giờ rất buồn rầu đến mức co không có sức tranh cãi. Vốn cô muốn giải quyết chuyện Nguyễn Hạo Thần, nhưng cô không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Đột nhiên cô cảm thấy, chính cô đào một cái hố, sau đó ông nội rất phối hợp đem cô đi chôn. Thì nhà họ Tô cũng không hiếm lạ gì với nhà họ Nguyễn. Ông Tô ngẩn người, sau đó rất nghiêm túc trả lời một câu. Ông cảm thấy bên đó dựa vào gì mà phải cưới cháu? Tô Khiết né tránh, nếu cô đồng ý lời này của ông cụ Tô, như vậy Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc tại sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng cô chứ? Chẳng lẽ thật sự bởi vì cô không đủ thông minh, không quá xinh đẹp? Vấn đề này, cô thật sự không nghĩ ra. Ông nội cảm thấy nhà họ Nguyễn sẽ không nhìn chúng những thứ này. Lấy thế lực và tài lực nhà họ Nguyễn, căn bản sẽ không để ý những thứ này, cũng bởi vì nguyên nhân này, ông Tô càng muốn thử xem sao. Không để ý mấy cái này, vậy chúng ta cũng phải có gì người khác có thể nhìn chúng đồ mới được, chẳng lẽ ông nội còn trông cậy vào người ta nhìn chúng cháu không đủ thông minh, không quá đẹp. Tô Khiết nhớ tới lúc trước Nguyễn Hạo Thần nói, tâm tình càng thêm sầu não. Ngoài cửa sổ, đôi môi Nguyễn Hạo Thần nhếch lên, trong con ngươi thâm thúy giống như thoáng qua nụ cười châm biếm. Ông Tô nhìn Tô Khiết, không lên tiếng nữa, không biết đang suy nghĩ gì, ông Tô không lên tiếng, Tô Khiết cũng không dám nói bậy bạ nữa, rất sợ lại nâng lên sự hưng phấn của ông cụ, rước họa vào thân nữa. Nhưng có một việc, Tô Khiết biết rõ, nếu nhà họ Nguyễn thật sự tới cầu hôn, ông nội cô dù liều mạng cũng sẽ gả cô qua. Ông nội là thật sự thương cô, cho nên cô không muốn làm trái ý ông nội. Cho nên,
cô tuyệt đối không thể để cho nhà họ Nguyễn đến cửa cầu hôn. Không nghĩ tới để nhà họ Nguyễn tới cầu hôn, vậy nên cô nhất định phải làm theo lời Nguyễn Hạo Thần, ngày mai 10 giờ đến ủy ban. Đến ủy ban, nghĩa là sẽ cùng anh lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng Nguyễn Hạo Thần nói, nếu cô chủ động đi, tất cả mọi chuyện đều do cô quyết định. Nếu để nhà bên đó tới tận cửa cầu hôn, đến lúc đó ngay cả cơ hội lựa chọn cô cũng không có. Phần 9 đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe kênh Hồng Nhung kể chuyện. Mời các bạn nghe tiếp phần 10 của truyện ngôn tình cô vợ gâm qua bá đạo vào lần sau. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và bình an.